Xin kính chào quý vị khán giả thân mến của kênh Tin Tức Online. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi trân trọng gửi đến quý vị những thông tin quan trọng mới nhất và hấp dẫn nhất của thể thao. Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn lại năm 2023 với bước tiến lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam. Tiếp theo là thông tin huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt trở lại Vietinbank, Thu Hoài có cơ hội lên tuyển. Và cuối cùng là thông tin đầy bất ngờ khi kiều nữ bóng chuyền Việt Nam từ chối nhận gần 2 tỷ đồng để ở lại đội bóng cũ. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Thông tin đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhìn lại năm 2023 với bước tiến lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã giành được những thành tựu rất đáng khen ngợi trong suốt năm 2023 vừa qua khi liên tục có những màn trình diễn thuyết phục ở các giải châu lục và thế giới. Gần nhất, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dưới cái tên Sport Center One đã chứng minh được năng lực tại giải vô địch các câu lạc bộ thế giới. Đó chính là cái kết đẹp mà đội trưởng Đoàn Thị Lâm Oanh và đồng đội đã gửi đến cho người hâm mộ, khép lại một năm vô cùng đáng nhớ. Dưới đây là những dấu mốc đáng nhớ nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam trong năm 2023. Khẳng định vị thế ở châu lục. Trong quá khứ, bóng chuyền nữ Việt Nam từng sở hữu những nhân tố chất lượng như Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Bùi Thị Nga, Phạm Thị Kim Huệ. Song chúng ta chưa thể tiến sâu ở các giải châu lục. Năm 2023 đánh dấu lịch sử bóng chuyền Việt Nam sang trang khi chúng ta liên tục gây tiếng vang trong các giải đấu tham gia tranh tài. Những gì tốt đẹp nhất khởi nguồn từ giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ châu Á được tổ chức ngay trên sân nhà khi đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tham dự dưới tên gọi Sport Center One. Chúng ta xuất sắc khép lại vòng bảng với 3 trận toàn thắng, ngay khi phải cùng bảng với đại diện mạnh từ Nhật Bản Hisamitsu Spring, qua đó lọt vào bán kết để đối đầu với Liaoning Dong Hua của Trung Quốc. Thanh Thúy và đồng đội tiếp tục thể hiện phong độ thuyết phục khi giành thắng lợi 3-1 trước đối thủ để giành vé vào trận đấu cuối cùng với Diamond Foot. Tại đây, Sport Center One đã có màn lội ngược dòng không tưởng 3-2, nâng cao chức vô địch giải đấu, đồng thời giành quyền tham dự giải thế giới diễn ra vào cuối năm. Kết quả tương tự cũng đến với bóng chuyền nữ Việt Nam tại Cúp Thách thức châu Á sau thắng lợi 3-2 không kém phần kịch tính trước Indonesia. Thành công nối tiếp thành công, các cô gái của chúng ta bước vào giải vô địch châu Á với sự tự tin cao độ, ngay cả khi phải xếp cùng bảng với đội tuyển Hàn Quốc, nền bóng chuyền hàng đầu châu lục. Đã có những lo lắng khi những Kang Seo Hui hay Lee Da Hoon đưa Hàn Quốc vươn lên dẫn 2-0. Song với tinh thần không bỏ cuộc, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã làm nên lịch sử khi giành chiến thắng ở 3 set đấu sau đó để có lần đầu thắng lợi trước đội tuyển xứ sở kim chi trong lịch sử, đồng thời đặt một chân vào vòng loại tiếp theo khi hai đối thủ còn lại ở bảng đấu Uzbekistan và Đài Bắc Trung Hoa không được đánh giá cao. Thanh Thúy và các đồng đội tiếp tục vượt qua được vòng loại thứ hai để có mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất. Dẫu vậy, ở hai trận bán kết và tranh hạng 3-4 với lần lượt Trung Quốc và Nhật Bản, chúng ta đã không thể làm nên bất ngờ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam lọt vào top 4 giải châu lục. Đó chính là những sự chuẩn bị không thể kỹ lưỡng hơn cho ASEAN 19, sự kiện thể thao lớn nhất châu lục trong năm 2023, nơi chúng ta thêm một lần nữa chạm mặt Hàn Quốc ở vòng bảng. Những tuyên bố hùng hồn của phụ công Lee Da Hoon đã thể hiện quyết tâm phục thù cao độ của Hàn Quốc và thêm một lần nữa, bóng chuyền nữ Việt Nam lâm vào thế khó khi để đội bạn dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, các cô gái Việt Nam đã không bỏ cuộc. Những Thanh Thúy Kiều Trinh và đặc biệt là vũ khí bí mật đã khiến Hàn Quốc phải choáng váng, khiến huyền thoại bóng chuyền nước này Kim Yeon Kyung chết lặng trong cabin bình luận. Chúng ta đã giành chiến thắng ở 3 set sau đó, đồng thời có được chiến thắng thứ hai liên tiếp trước bóng chuyền Hàn Quốc, đồng thời giành vé vào vòng loại tiếp theo nhờ thắng lợi trước Nepal ở trận mở màn. Một thắng lợi trước Triều Tiên chắc chắn sẽ đưa Việt Nam lần đầu vào bán kết ASEAN và chúng ta đã làm được. Trước hiện tượng của giải đấu, Thanh Thúy và các đồng đội vẫn duy trì được thế thượng phòng để giành chiến thắng 3-1, chính thức lọt vào trận tranh huy chương của giải đấu. Bất ngờ đã không thể xảy ra khi thầy trò huấn luyện viên Tuấn Kiệt phải đối đầu với chủ nhà Trung Quốc, sở hữu lực lượng mạnh nhất ở trận bán kết. Và trước Thái Lan, đội tuyển chúng ta chưa thể thắng trong 20 năm gần đây ở trận tranh huy chương đồng. Với những kết quả ấn tượng kể trên, bóng chuyền nữ Việt Nam đã thực sự khẳng định được vị trí trong top đầu châu Á, điều mà chúng ta chưa thể làm được trong quá khứ. Những kỷ niệm khó quên trên trường quốc tế, những thành tựu tuyệt vời ở đấu trường châu lục chính là tấm vé thông hành đưa chúng ta đến các giải đấu ở tầm cỡ thế giới. Khởi nguồn là Cúp Thách thức Thế giới 2023 tổ chức tại Lava, Pháp từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 7. Ngay ở trận đấu đầu tiên, bóng chuyền nữ Việt Nam đã chạm trán với chủ nhà Pháp. Dù không thể giành chiến thắng, song chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã ghi dấu ấn khi là cầu thủ ghi nhiều điểm nhất trận đấu, tạo tiếng vang ngay trong lần hiếm hoi vươn tầm quốc tế. Trước thềm giải đấu này, các cô gái của chúng ta đã được cọ sát với đội tuyển Kenya, quốc gia đến từ châu Phi. Nếu như không vô địch Cúp Thách thức châu Á, có lẽ những Thanh Thúy kiểu Trinh Lâm Anh sẽ khó có cơ hội được đối đầu với những nền bóng chuyền khác nhau trên thế giới. Giải đấu quốc tế thứ hai
đồng thời là sự kiện cuối cùng của bóng chuyền Việt Nam trong năm 2023. Giải vô địch các câu lạc bộ thế giới đã chứng kiến sự vươn mình tỏa sáng của những cánh chim lạ trong bối cảnh chủ công Thanh Thúy không thể tham dự vì ràng buộc hợp đồng với PFU Blue Card Nhật Bản. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng liên tục đón nhận tin không vui về mặt nhân sự khi Kiều Trinh hay Tú Linh dính chấn thương ngay trước thềm giải đấu. Dẫu vậy, bằng ý chí quật cường, bằng khao khát chứng tỏ bản thân ở sân chơi lớn, các cô gái của chúng ta đã có những màn trình diễn rất tuyệt vời trước những tay to của bóng chuyền thế giới như VakitBank SK Thổ Nhĩ Kỳ hay Dentil Praia Club Brazil. Vi Thị Như Quỳnh, Trần Tú Linh liên tục xuyên phá hàng chắn thép của cường địch, trong khi Nguyễn Khánh Đang phòng thủ như một cỗ máy, không ngừng cứu thua cho Sport Center One và trở thành cầu thủ phòng ngự hay nhất giải. Những kỷ niệm đáng nhớ tại giải thế giới sẽ là khoảnh khắc rất đẹp trong sự nghiệp của các vận động viên chúng ta. Các tuyển thủ được tạo điều kiện xuất ngoại. Cho đến nay, chỉ duy nhất tay đập Trần Thị Thanh Thúy có cơ hội được thi đấu ở các nền bóng chuyền hàng đầu châu Á như Thái Lan, Nhật Bản trong thời gian dài. Những kinh nghiệm mà 4T học hỏi được đã giúp bóng chuyền nữ Việt Nam liên tục khởi sắc ở các giải đấu trong năm 2023. Thành công của Thanh Thúy trong màu áo PFU Blue Card Nhật Bản đã biến vận động viên quê Bình Dương trở thành cái tên đáng chú ý hàng đầu khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung, nhận được nhiều sự quan tâm từ các câu lạc bộ ở châu Á, châu Âu và được các đồng nghiệp ở châu lục biết đến. Sự trưởng thành vượt bậc của chủ công đội tuyển bóng chuyền Việt Nam chính là hình mẫu để những vận động viên khác học hỏi, hướng đến. Các tuyển thủ đã tự tin hơn về khả năng xuất ngoại, đồng thời các câu lạc bộ cũng đã tạo điều kiện để họ được tích lũy kinh nghiệm, cải thiện kỹ năng ở những môi trường đỉnh cao. Mới nhất, hai cầu thủ thuộc biên chế binh chủng thông tin và cũng là tuyển thủ quốc gia, Đoàn Thị Lâm Anh và Hoàng Thị Kiều Trinh đã được lãnh đạo đội bóng quân đội cho phép khoác áo Supreme Chonburi Thái Lan trong giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia nước này. Đây có thể coi là một quyết định gỡ nút thắt, mở ra cơ hội xuất ngoại nhiều hơn cho các nữ cầu thủ của chúng ta trong tương lai. Năm 2023 đã khép lại với bóng chuyền nữ Việt Nam với vô vàn những thành công vang dội. Hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục duy trì điều này trong năm 2024 để bóng chuyền nước nhà có thể thực sự vươn đến đúng tiềm năng phát triển của mình. Tiếp theo là thông tin huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt trở lại VietinBank, Thu Hoài có cơ hội lên tuyển. Mới đây, thị trường chuyển nhượng bóng chuyền Việt Nam đã có bom tấn đầu tiên khi huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, người kiêm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ, đã chia tay câu lạc bộ Than Quảng Ninh để trở về mái nhà xưa Ngân hàng Công thương VietinBank. Đây là thông tin nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ bóng chuyền nước nhà, bởi lẽ huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt là người đã khẳng định được năng lực trình độ tại giải vô địch quốc gia. Đồng thời, một số đội bóng tại giải đấu đã chia tay huấn luyện viên trước đó, tạo ra những đồn đoán về việc ai sẽ khỏa lấp chiếc ghế trống do người tiền nhiệm để lại. Trong khoảng thời gian dẫn dắt VietinBank từ năm 2015 đến năm 2020, vị thuyền trưởng sinh năm 1976 đã mang về nhiều thành công cho đội bóng này với một lần vô địch, hai lần giành ngôi Á quân, hai lần giành huy chương đồng tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Gần như năm nào, VietinBank cũng lọt top 3 đội bóng mạnh nhất dưới thời huấn luyện viên sinh năm 1976 này. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt còn giúp VietinBank hai lần lên ngôi và một lần về nhì tại Cúp Hùng Vương. Đặc biệt, vị huấn luyện viên họ Nguyễn còn được biết đến là một người rất mát tay với các chuyền hay. Hầu như cây chuyền hay nào dưới sự huấn luyện, chỉ bảo của ông đều thi đấu thăng hoa, cải thiện trình độ vượt bậc. Đây là điều không mấy khó hiểu khi huấn luyện viên Tuấn Kiệt từng là cây chuyền hay xuất sắc của bóng chuyền Việt Nam trong quá khứ. Chuyền hay Nguyễn Thu Hoài đã từng chơi vô cùng thăng hoa dưới thời huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt từ khi là một cầu thủ rất trẻ. Thời điểm từ năm 2018 đến năm 2020, Thu Hoài đạt phong độ cao và được coi là truyền nhân của Nguyễn Linh Chi. Với việc người thầy cũ đã quay trở lại, cơ hội để cây chuyền hay xinh đẹp này tìm lại phong độ vốn có và trở lại tuyển quốc gia là khá sáng. Dẫu vậy, vẫn còn tùy thuộc vào phong độ của cầu thủ sinh năm 1998 tại giải vô địch quốc gia tới trong bối cảnh Kim Thoa và Lâm Anh vẫn quá đẳng cấp và ổn định. Chưa kể đến việc Thu Hoài hiện đang tập trung cho việc học và từng có tin đồn chị sẽ đi du học, chia tay bóng chuyền chuyên nghiệp. Và cuối cùng là thông tin đầy bất ngờ khi kiều nữ bóng chuyền Việt Nam từ chối nhận gần 2 tỷ đồng để ở lại đội bóng cũ. Cô ấy từng giữ kỷ lục là vận động viên bóng chuyền nữ bật đà cao nhất Việt Nam một thời. Nhưng cô ấy quyết định giải nghệ hồi đầu năm 2019 để trở thành bà chủ tiệm spa chuyên chăm sóc sắc đẹp cho chị em. Nói đến Hà Ngọc Diễm, là người hâm mộ bóng chuyền nữ Việt Nam nhớ ngay đến cô gái có vóc dáng yêu kiều, chỉ cao 1m77 nhưng có tầm bật đà lên tới 3m13. Tầm bật cực ấn tượng này từng giúp Hà Ngọc Diễm giữ kỷ lục là vận động viên bật đà cao nhất trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam một thời. Hà Ngọc Diễm từng được huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại Nguyễn Tuấn Kiệt đánh giá rất cao, coi cô là một trong những chủ công hay nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam trong thời gian cô còn thi đấu. Trong sự nghiệp của mình, Hà Ngọc Diễm có 13 năm cống hiến cho bóng chuyền nữ Vĩnh Long và 6 năm khoác áo đội tuyển quốc gia.
từng giành huy chương bạc SEA Games 2013 và 2015. Cô giải nghệ hồi đầu năm 2019 do liên tục dính chấn thương. Khi còn thi đấu, Hà Ngọc Diễm là mục tiêu chiêu mộ của các câu lạc bộ giàu tiềm lực của bóng chuyền nữ Việt Nam. Đặc biệt, khi Hóa chất Đức Giang mới thành lập hồi 2016, Bầu Huyền đã đặt vấn đề trả Hà Ngọc Diễm 1,5 tỷ đồng, số tiền lót tay được coi là cao nhất trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam thời điểm đó, cùng mức lương 30 triệu đồng một tháng. Chưa kể nếu đồng ý, Hà Ngọc Diễm còn được cam kết cho đi Nhật Bản tu nghiệp, đảm bảo công việc sau khi giải nghệ, hỗ trợ mua nhà đất để có sự phục vụ của cô. Nhưng Hà Ngọc Diễm đã từ chối vì cô quá nặng tình nên muốn gắn bó với câu lạc bộ truyền hình Vĩnh Long nơi quê nhà. Sau khi giải nghệ, chân dài sinh năm 1994 này chịu khó làm lụng tiết kiệm, chi tiêu chừng mực nên cô đã kịp mua một vài miếng đất làm của để dành cho tương lai. Hồi tháng 11 năm 2022, chân dài miền Tây đã tậu xế hộp để tự thưởng cho bản thân sau thời gian dài nỗ lực làm việc. Không chỉ được coi là đại gia bất động sản có xe sang, Hà Ngọc Diễm còn đầu tư cả tỷ đồng học làm đẹp để mở spa chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ. Hiện cô là bà chủ của một tiệm spa ăn khách ở Vĩnh Long. Hiện tại Hà Ngọc Diễm có cuộc sống sung túc, bình yên và hạnh phúc. Cô là trường hợp đặc biệt của bóng chuyền nữ Việt Nam khi vươn tới đỉnh cao mà không phải trải qua quá trình đào tạo ở lò bóng chuyền danh tiếng nào, mà xuất thân từ một nơi không có truyền thống về bóng chuyền như Vĩnh Long.